Kính chào quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 9 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. An toàn trong quá trình chạy thận nhân tạo là một trong những tiêu chí hàng đầu tại khoa lọc máu Bệnh viện Quốc tế CT-CIS. Đơn vị là sự kết hợp giữa đội ngũ nhân viên y tế có chuyên môn từ Bệnh viện Quốc tế CT và trang thiết bị máy móc vật tư y tế đạt chuẩn châu Âu từ công ty B-Braun Cộng hòa Liên bang Đức. Ngày hôm nay, đơn vị thận nhân tạo CIHB Proud được thành lập từ năm 2015 với chức năng chính là cung cấp phương pháp điều trị chất lượng cao cho những bệnh nhân suy thận, cần chạy thận trong và ngoài nước. Hiện đơn vị có 9 máy thận nhân tạo Dialog Cộng và một máy HDF Online được trang bị hai màng lọc nội độc tố giúp tạo dịch lọc siêu sạch, đo hiệu quả lọc máu trực tuyến và theo dõi huyết áp tự động theo chương trình cài đặt. Các bệnh nhân lọc thận của chúng ta sẽ có cơ hội được các bác sĩ áp dụng những cái phương tiện hiện đại nhất, những vật tư, dụng cụ mới, nhưng mà chi phí dành cho cái lọc thận nó sẽ càng ngày càng hạ thấp hơn. Bệnh viện cho tới nay thì đã phục vụ hơn 6.000 lượt bệnh nhân đến lọc thận, hoạt động theo chuẩn của thế giới và được giám sát chất lượng bởi tập đoàn của B-Braun. Thì ở đây ban chuyên môn của tập đoàn B-Braun và bệnh viện CH thường xuyên để trao đổi với nhau mỗi 3 tháng một lần, cũng như đánh giá chất lượng bệnh nhân hàng năm, làm sao đó đem đến chất lượng điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Với cái sự hợp tác này thì công ty B-Braun có được cái cơ hội mang lại tất cả những cái kỹ thuật tiên tiến của công ty B-Braun về phối hợp với bệnh viện CH, cũng như là cái quy trình chăm sóc bệnh nhân ở cái tiêu chuẩn châu Âu để áp dụng ở tại Việt Nam, thành một cái mô hình chuẩn cho để giới thiệu cho rộng rãi cho các đơn vị thận nhân tạo trên cả nước. Hiện tại ở trung tâm thận nhân tạo của Bệnh viện Quốc tế CT, chúng tôi đã đầu tư máy móc thiết bị hiện đại nhất theo tiêu chuẩn châu Âu. Tất cả các bệnh nhân chạy thận đều được sử dụng màng lọc có hiệu suất cao nhất, phù hợp với tình trạng sức khỏe của bệnh nhân, giúp bệnh nhân giải quyết được tất cả những cái vấn đề về chạy thận nhân tạo kéo dài, làm cho bệnh nhân có đạt được cái hiệu quả lọc máu và chất lượng cuộc sống tốt. Đơn vị thận nhân tạo CIHB Proud tại Việt Nam là thành viên thuộc mạng lưới các trung tâm thận nhân tạo B Proud có mặt ở 20 quốc gia trên thế giới. Đơn vị được thiết lập, vận hành và kiểm tra chất lượng định kỳ theo tiêu chuẩn châu Âu.